Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Sau chuỗi những phiên tăng điểm liên tiếp thì kết thúc phiên dịch của ngày hôm nay, thị trường có một trạng thái giảm điểm rất mạnh và chỉ cần một cái phiên giảm giá nó lấy đi toàn bộ công sức của năm cái phiên tăng điểm trước đó. Anh chị có thể nhìn thấy trên đồ thị ở đây. Và chúng ta gọi đây là một cái trạng thái là lên bằng thang bộ và xuống thì bằng thang máy. Anh chị chúng ta mà có mua cổ phiếu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cảm giác là mình bị lừa không ạ? Nhiều anh chị em chúng ta còn cẩn thận đợi đến sau 2 giờ chúng ta mới mua vào để chắc chắn cái xu hướng nhưng vẫn bị lừa, bởi vì anh chị thấy được là đến 2 giờ 20 phút thị trường của chúng ta nó vẫn có một trạng thái là kéo rút chân lên cái vùng giá khoảng 1.134 điểm và sẽ có nhà đầu tư nghĩ rằng thị trường lại tiếp tục như mọi phiên dịch trước là cuối phiên sẽ rút chân và tăng điểm trở lại và nhảy vào mua theo những cái lệnh thời điểm đó. Nhưng thay vì ngày hôm nay thị trường nó rút chân thì các anh lái đã rút lệnh cổ phiếu rất là nhanh và thị trường của chúng ta nó chỉ cần 10 phút cuối phiên để nó quay đầu giảm điểm và mất đâu đó khoảng 12.96 điểm, tức là gần 13 điểm trong chỉ có 10 phút cuối phiên thôi. Cái việc giảm điểm ngày hôm nay thì anh chị em trong cái Zoom khách hàng hay là trong Zoom cộng đồng em đã cảnh báo từ sáng sớm rồi, khi thị trường đã có những cái tín hiệu bán rất là nhanh và mạnh. Tín hiệu thì em gửi trong cái Zoom, anh chị em chúng ta có thể xem trên cái Zalo của em, anh chị sẽ thấy ngay từ đầu phiên dịch và em đã đánh giá là đầu phiên thị trường đang bị bán với cái tốc độ rất là nhanh và mạnh. Điểm số thì giữ chưa giảm nhiều, đây là tín hiệu không hẳn là tốt chị nhá. Sau cái thời điểm thị trường của chúng ta nó như vậy thì em bắt đầu em báo cho khách hàng là bán tất cả những cái mã cổ phiếu mà trong những phiên trước em có khuyến nghị, chẳng hạn như con cổ phiếu của HAH hay con cổ phiếu của HX bán thời điểm ban sáng thì nó vẫn đang loanh quanh ở cái mức tham chiếu hoặc nó chưa giảm mạnh gì nhá, để giữ lãi chị nhá. Các điểm mua em báo cho khách hàng thì vẫn có lãi thôi thì em bảo giữ lãi. Thì anh chị thấy được cuối phiên những con cổ phiếu như HAH này hay con cổ phiếu của HX nó giảm tương đối là mạnh đúng không chị? Đấy, nó giảm đều khoảng gần 3%. Sau đó tiếp tục là đến con cổ phiếu của con Novaland. Anh chị có thể biết được là em đã mua con cổ phiếu của Novaland ở cái thời điểm phiên giao dịch ngày hôm 23/6 và sáng ngày hôm nay em cũng bán nốt ở vùng giá khoảng 15.35 điểm đây. Bởi vì phiên sáng nó cứ lăn quanh ở đấy mãi chị này. Đấy, mã Novaland phần còn lại anh chị em chúng ta cũng canh bán nốt nhé. Đấy, bán ở vùng giá 15.35. Đấy, em những cái mã cổ phiếu em sẽ đưa ra những cái điều như vậy chị nhá. Và cái thời điểm sau đó là em đã cảnh báo tín hiệu thị trường, em đánh giá thị trường rất có thể ngày hôm nay nó sẽ giảm sau 2 giờ chị ạ. Bởi vì những cái kịch bản này nó diễn ra rất là nhiều lần rồi. Và nếu như chúng ta mà có những cái theo dõi thị trường anh chị em ta sẽ biết đây. Em bảo những cái phiên mở biên lớn thường xảy ra khi thị trường ở sau 2 giờ chị ạ. Đấy. Em sẽ đánh giá chị ạ. Sau đó thị trường sẽ chưa kết thúc chỉnh ngay chị nhá. Nên những mã anh chị em hiện có sẵn trong tài khoản rồi thì ưu tiên giảm quy mô cổ phiếu. Vì nhịp bán mạnh nó sẽ thường xảy ra sau 2 giờ. Anh chị có thể nhìn thấy được thị trường của mình ngày hôm nay nó có bán mạnh ở thời điểm trước 2 giờ không ạ? Không đúng không ạ? Nó chỉ cần có 10 phút cuối phiên để nó tạo ra cái sự hoảng loạn và nó bán rất là nhanh. Thì khi mà chúng ta bán được sớm thì chúng ta sẽ giảm được những cái áp lực về tài khoản, chúng ta sẽ giữ được những cái đồng vốn của mình. Chúng ta sẽ có những cái tinh thần thoải mái, chúng ta chờ những cái nhịp điều chỉnh tiếp theo cân bằng xong rồi chúng ta sẽ quay trở lại với cái trạng thái thị trường anh chị nhá. Đấy thì đối với khách hàng của em thì ngày hôm nay em đã hô bán hết những cái con cổ phiếu và đang giữ được những cái khoản lãi và lại có vốn để chờ thị trường nó có một trạng thái cân bằng. Thì khi anh chị em chúng ta tham gia vào cái Zoom khách hàng, kể cả anh chị tham gia vào Zoom cộng đồng của em thôi, là em cũng cảnh báo liên tục cái điều đó chị nhá. Anh chị tham gia vào Zoom khách hàng của em thì không những anh chị em chúng ta nhận được những cái khuyến nghị và những cái điểm mua rất là chi tiết của từng cổ phiếu, thời điểm đó anh chị em chúng ta có thể mua, mà anh chị em chúng ta sẽ nhận được những cái tín hiệu rủi ro, sẽ đưa ra những cái phương án để xử lý những cái cổ phiếu trong cái tài khoản của anh chị em chúng ta nên đưa về một cái trạng thái ra sao và chúng ta bán ở những cái vùng giá bao nhiêu để chúng ta có thể giữ vốn đợi khi thị trường chúng ta có một trạng thái cân bằng để chúng ta có thể tham gia quay trở lại. Bởi vì anh chị em chúng ta biết được cái việc chúng ta tham gia thị trường chứng khoán không phải cái việc chúng ta nghĩ được kiếm bao nhiêu lợi nhuận, mà cái điều tiên là chúng ta phải nghĩ đến cái việc quản trị rủi ro tài khoản của mình. Bởi vì anh chị biết được là cái việc chúng ta giữ được vốn thì chúng ta mới hy vọng để tồn tại trên thị trường chứng khoán thật là lâu dài đúng không ạ? Còn việc mà anh chị em chúng ta có thể thắng 10 trận nhưng chúng ta chỉ cần quản trị rủi ro mình sai một trận, chúng ta có thể mất hết vốn và chúng ta có thể là không thể còn sức để chúng ta tham gia trở lại thị trường chứng khoán chị nhá. Đấy thì anh chị em lưu ý cái điều đó. Chúng ta phải nghĩ đến cái việc quản trị rủi ro trước, khi anh chị đã giữ được vốn rồi thì chúng ta mới có cơ hội để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Về các cái nhóm ngành cổ phiếu thì anh chị thấy được là đa số các cái nhóm ngành có một trạng thái điều chỉnh mạnh thôi. Điều thể hiện trên cái góc nhìn ở cái độ phân bổ dòng tiền. Khi anh chị thấy được thị trường ngày hôm nay có khoảng 361 mã cổ phiếu giảm, chiếm khoảng 75%, tức là chiếm khoảng 3/4 thị trường này nhá. Một cái tỷ lệ giảm giá cũng tương đối là mạnh và chúng ta nhìn thấy được có rất là nhiều các cái nhóm ngành mà ngày hôm nay điều chỉnh mạnh. Chẳng như cái nhóm ngành cổ phiếu của bất động sản chị ạ. Đấy, ngân hàng ngày hôm nay điều chỉnh mạnh nhất sau đến nhóm ngành cổ phiếu của chứng khoán và bất động sản. Bất động sản đấy chị thấy được có tương đối những con cổ phiếu điều chỉnh mạnh, chẳng hạn như con cổ phiếu DG điển hình đúng không ạ? Đấy,
và nhiều cổ phiếu khác, em chỉ nói có cổ phiếu hình thôi. Nhưng chúng ta thấy được cái cổ phiếu ngày hôm nay nó điều chỉnh như vậy, không phải chúng ta lại cảm thấy sợ, chúng ta lại nghĩ thị trường chúng ta nó sẽ sập rất là mạnh. Và đây chính là cái cơ hội để cho chúng ta sẽ tìm cái điểm mua, chúng ta sẽ tham gia trong cái thời gian tới chị nhá. Đấy, em đánh giá ngày hôm nay thị trường có điều chỉnh như vậy, em đánh giá là một điều bình thường thôi. Và em đang nhìn thấy rất là nhiều cái cơ hội để cho anh chị em chúng ta có thể tham gia sau cái nhịp điều chỉnh này. Bởi vì cái thị trường chúng ta nó đi lên đoạn vừa rồi, chúng ta phải là rất là sốt ruột, chúng ta chờ những điểm điều chỉnh đúng không? Đúng không chị? Thì bây giờ thị trường đã có sự điều chỉnh rồi. Và đó chính là cái cơ hội để chúng ta sẽ chờ thị trường cân bằng trong thời gian tiếp theo. Chúng ta sẽ tham gia và chúng ta sẽ khi đó chị mua, chắc chắn đây chị, chúng ta sẽ mua rất là an toàn và chị chúng ta sẽ đi được với một cái tỷ trọng rất là lớn. Thì phần cuối video em cũng sẽ phân tích với anh chị em chúng ta một số cái nhóm cổ phiếu, một số cổ phiếu và kịch bản nó đi sẽ ra sao. Đấy, anh chị em chúng ta sẽ chuẩn bị vốn để tham gia nhá. Chúng ta đừng có sợ quá. Thị trường nó điều chỉnh là một điều bình thường. Trong quá trình đi lên thì nó phải có quá trình điều chỉnh. Nó đi theo hình zig zag nhá, lên chỉnh. Thì khi nó chỉnh như vậy thì chúng ta mới thấy được nhiều cổ phiếu với những cái vùng giá mua thực sự là hấp dẫn đấy chị ạ. Đấy, chúng ta phải nhìn vào hai mặt của một cái vấn đề sau phiên dịch của ngày hôm nay. Và một cái điều nữa, sau cái phiên dịch, ở cuối phiên dịch của ngày hôm nay khi thị trường chúng ta đã có một trạng thái bán rất là nhanh như vậy, bán rất là mạnh, mà anh chị em nào chúng ta nhé, mang hàng ra và chúng ta bán ở thời điểm ATC hoặc là chúng ta bán bất chấp ở cái thời điểm gần cuối phiên như vậy thì đó là một cái hành động không nên. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị biết được sau những cái phiên thị trường nó giảm mở biên mạnh như ngày hôm nay thì nó sẽ có một trạng thái là sẽ hồi được trở lại. Nó sẽ hồi trở lại trong những cái phiên sau. Thì khi đó anh chị em ta có muốn bán cổ phiếu thì chúng ta bán nó sẽ được ở những cái vùng giá hấp dẫn nhất, vùng giá tốt nhất anh chị nhá. Thay vì anh chị em ta ở cuối phiên hoảng loạn chúng ta mang ra bán thì có thể là chúng ta lại bán ở cái vùng giá nó không được hấp dẫn và ngày mai chị sẽ thấy xem khả năng thị trường chúng ta sẽ có những cái trạng thái hồi phục. Đấy, anh chị em ta rút kinh nghiệm nhá. Đấy, trong Zoom của em thì thời điểm cuối phiên em không báo anh chị em khách hàng. Kể cả trong Zoom cộng đồng cũng sẽ có một số anh chị hỏi là bây giờ có nên bán ATC không? Thế bảo là không nên bán ATC chị ạ. Chúng ta bán nhưng mà phải bán sớm ngay từ bên sáng. Chẳng hạn như ngay từ bên sáng em báo anh chị em khách hàng của em bán ấy thì nó cũng chỉ loanh quanh giảm nhẹ thôi. Còn đến cuối phiên khi nó giảm mất 3-4% rồi thì chúng ta bán nó sẽ không được thực sự là tích cực bởi vì nó có thể sẽ rơi về những cái vùng hỗ trợ rồi chị nhá. Đấy. Thì bây giờ em và anh chị sẽ cùng nhau đánh giá về cái tình hình thị trường chung, về cái xu hướng thị trường chúng ta liệu sẽ giảm về vùng giá bao nhiêu để chúng ta có thể làm, chúng ta có thể chú ý cái vùng giá đó để xem thị trường nó cân bằng được đó hay không, để chúng ta có thể tìm kiếm những cái điểm mua, chúng ta có thể đánh ngắn hạn trong những cái phiên dịch tới. Và cái cách xử lý cổ phiếu cho anh chị em ta mà đang bị kẹt cổ phiếu nhá, chẳng hạn như ngày hôm nay anh chị em ta bận công việc ở cơ quan chẳng hạn, đấy, chúng ta bận công việc gì đó và chúng ta không kịp bám bảng để chúng ta đưa ra những cái hướng xử lý và chúng ta lại bị kẹt cổ phiếu thì chúng ta sẽ xử lý ra sao, thì em sẽ chia sẻ ở cái phần sau của video. Và trước khi đi vào phần đó thì anh chị mới nhớ bỏ vài giây ra thôi, ấn một cái nút thích trên video và anh chị comment trên cái video của em để chúng ta có những cái sự tương tác. Rất là cảm ơn anh chị nhá. Thì về cái mặt điểm số anh chị em chúng ta có thể nhìn thấy được cho em ngày hôm nay nó giảm khoảng bao nhiêu, nó giảm khoảng 12.96 điểm, gần 13 điểm, tương giảm 1.14% và thị trường đóng phiên ở cái mốc 1.125 điểm. Đấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy về cái trạng thái tăng, ở cái trạng thái giảm điểm ngày hôm nay là một trạng thái giảm điểm với một cái hình thái cây nến rất là đặc đúng không ạ, và đóng ở gần như cái mức thấp nhất thì cho thấy được một cái áp lực bán rất là mạnh. Cùng với đó thì anh chị thấy được là cái thanh khoản ngày hôm nay thị trường chúng ta cũng trong một trạng thái là có một sự gia tăng lên, tức là những cái phiên tăng giá ở gần đó trước đó thì anh chị thấy được là trong một trạng thái tăng yếu và ngày hôm nay giảm điểm thì lại trong một trạng thái giảm với cái thanh khoản cao. Nó cho thấy được là diện tăng thiếu cầu và giảm với cái lượng cung bán ra trên thị trường vẫn rất là mức cao. Thì khi anh chị em chúng ta, một cái nguyên lý rất đơn giản thôi, khi mà chúng ta thấy được những cái lượng cung bán ra nhiều thì thị trường nó sẽ cần một quá trình chúng ta sẽ gọi là quá trình cân bằng trở lại. Quá trình cân bằng trở lại để làm gì ạ? Quá trình cân bằng trở lại để cho cổ phiếu sẽ có cái sự là hấp thụ lại những cái lượng cung ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, khi mà có nhiều những cái lực người ta bán ra đúng không ạ, thì người ta phải hấp thụ lại những cái lượng cung của những nhà đầu tư mua bắt đáy ngày hôm nay chẳng hạn, hoặc những nhà đầu tư người ta mua những cái vùng giá trên sáng ngày hôm nay. Đấy, thì người ta sẽ hấp thụ những cái lượng cung thì thị trường của chúng ta nếu như tốt nhất nó sẽ cần quá trình cân bằng trở lại gì nhá. Quá trình cân bằng trở lại đây nó có thành công hay không thì chúng ta sẽ phải xem xét cái kịch bản, chúng ta sẽ để xem xét cái quá trình nó test nó sẽ ra sao. Thì cái này nó xảy ra rất là nhiều lần trên thị trường của chúng ta rồi, thì em sẽ phân tích để cho anh chị em ta sẽ biết được kịch bản sẽ ra sao nhá. Đấy, và cái quá trình cân bằng này nó có thể mất 1 tuần, có thể mất 2 tuần, có thể mất 3 tuần. Đấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái trạng thái thị trường nó tích lũy trở lại và cái thanh khoản trên thị trường của chúng ta liệu nó bị bán quá là mạnh không. Nếu như cái trạng thái thanh khoản thị trường của chúng ta nó cân bằng rất là nhanh và cái thanh khoản nó tự nhiên có những trạng thái kiệt được trở lại rất là nhanh thì chúng ta lại có cơ hội để tham gia trở lại thị trường sớm thôi anh chị nhá, không có gì chúng ta phải lo lắng sau phiên dịch của ngày hôm nay quá.
Đấy, thì chúng ta cứ chuẩn bị nhá, chuẩn bị vốn cho em. Đấy, để chúng ta có thể gì, chúng ta có thể là tham gia. Nhưng anh chị chú cho em về cái mặt ngắn hạn, thị trường chúng ta sau cái phiên giảm giá của ngày hôm nay nó sẽ có những cái biến động giật lên giật xuống, nó sẽ mang cái tính rủi ro cho anh chị em chúng nào chúng ta mà muốn tham gia thị trường, nhưng chúng ta chưa có những cái gọi là những cái kiến thức về phân tích kỹ thuật thực sự là tốt. Nếu như chúng ta mà chưa có những cái trạng thái là chúng ta chưa có kiến thức về phân tích kỹ thuật tốt, thì giai đoạn này anh chị em ta cứ nên tạm thời đứng bên ngoài, có thể anh chị đứng bên ngoài 1 tuần cũng được, đấy chị đợi thị trường nó cân bằng trở lại cho em chúng ta tham gia nó cũng không có vấn đề gì cả chị nhá, không vấn đề gì đâu chị ạ. Đấy thì nó chỉ dành đối với cái đoạn sau phiên ngày hôm nay thì nó chỉ dành cho anh chị em chúng ta mà giỏi kỹ thuật, thì anh chị em chúng ta có thể là tham gia để lướt sóng cũng được. Còn về một cái xu hướng một cách ngắn hạn nhất này chị em, xu hướng ngắn hạn nhất đối với thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch của ngày mai hoặc là sang đầu tuần sau thì nó sẽ ra sao? Thì thông thường anh chị ạ, thông thường sau một cái phiên giảm điểm mạnh như ngày hôm nay của thị trường chúng ta thì thị trường nó sẽ có trạng thái là hồi phục ở những cái phiên giao dịch tiếp theo. Anh chị em chúng ta cứ nhìn này, anh chị em sẽ thấy nhá, sau những cái phiên giảm điểm mạnh này thị trường nó sẽ có trạng thái là hồi phục đúng không ạ? Sau những phiên giảm điểm mạnh thị trường sẽ có trạng thái hồi phục, sau những cái phiên giảm điểm thì thị trường của chúng ta nó vẫn có những trạng thái là rút chân hồi phục, sau những cái phiên giảm điểm đúng không ạ, nó sẽ rút chân hồi phục lên bên trên. Đấy thì thị trường của chúng ta sau một cái phiên giảm điểm của ngày hôm nay em đánh giá là cái khả năng có thể là nó sẽ có trạng thái là hồi phục trong cái phiên giao dịch của ngày mai. Đấy thì có thể là đầu phiên cái áp lực bán nó sẽ vẫn còn và thị trường của chúng ta có thể nó sẽ vẫn tiếp tục nó sẽ giảm xuống bên dưới, thì thị trường của chúng ta nó có thể giảm về vùng giá bao nhiêu, thì em đánh giá là cái vùng hỗ trợ ngắn hạn nhất thị trường chúng ta nó sẽ nằm ở vùng giá 1.118 điểm nhá. Tại sao lại là vùng giá 1.118? Bởi vì ở đó chúng ta thấy được nó sẽ có một cái gap mở ra đây, thị trường chúng ta nó sẽ có một cái gap được mở ra trong cái phiên giao dịch của ngày 21 tháng 6 ở cái vùng giá khoảng 1.118 điểm. Đấy thì có thể trong cái phiên giao dịch của ngày mai đầu phiên thị trường có thể nó sẽ nhúng xuống thêm ở vùng giá khoảng 1.118, 1.119 điểm. Sau đó thì cuối phiên có thể sẽ rút chân lên bên trên. Và em đánh giá khả năng rất là cao thị trường chúng ta nó sẽ rút chân lên nếu như nó có điều chỉnh về cái vùng gap ở khoảng giá 1.118 điểm. Bởi vì anh chị thấy được là đã có một cái phiên giao dịch của ngày 26 tháng 6, thị trường cũng điều chỉnh xuống bên dưới đó và nó có lực cầu tham gia rất là mạnh và nó đẩy chỉ số thị trường chúng ta tăng lên rất là tốt, cộng với thanh khoản có sự tăng này nhá. Đấy. Thì anh chị em lưu ý cho em, có thể thị trường nó sẽ giảm về vùng giá khoảng 1.118 điểm trong cái phiên dịch của ngày mai để lấp gap đây và khả năng nó sẽ rút chân lên bên trên rất là cao, và chị nhá, nó sẽ rút chân phục hồi lên bên trên. Do vậy đối với anh chị em chúng ta mà đang cầm cổ phiếu, ngày hôm nay chúng ta kẹt cổ phiếu thì chúng ta sẽ xử lý ra sao để chúng ta có được những cái vùng bán thật là tốt và chúng ta biết được cái cách chúng ta phải xử lý trong phiên dịch của ngày mai. Có hai trường hợp như sau: nếu như phiên giao dịch của ngày mai thị trường của chúng ta nó không chịu giảm đấy mà đầu phiên nó mở gap xanh lên đâu đó khoảng chẳng hạn như mở gap xanh lên khoảng 6-7 điểm nhá chị nhá, mở gap xanh lên khoảng 6-7 điểm tức là ngửa cây nến giảm của ngày hôm nay đấy, thì anh chị em ta nên hạ bớt cổ phiếu của mình ngay cái thời điểm thị trường nó có trạng thái mở gap tăng mạnh lên như thế chị nhá. Bởi vì thường thì những cái nhịp phục hồi nó sẽ phục hồi lên khoảng 1/2 cái nến giảm đó và sau nó sẽ có những trạng thái điều chỉnh. Thì anh chị em ta mà không bán được ngày hôm nay, nếu như ngày mai nó có mở gap ra khoảng 6-7 điểm thì anh chị em ta có thể bán ra được chưa? Đây cái trường hợp thứ nhất là thị trường của chúng ta nó điều kịch bản là nó hồi sớm, bởi vì hồi sớm lên bên trên thì có thể cuối phiên nó lại tiếp tục bị đạp xuống bên dưới. Còn trường hợp thứ hai là thị trường nó sẽ tiếp tục cái đà giảm của ngày hôm nay, đầu phiên ngày mai nó sẽ tiếp tục nó sẽ mở gap giảm hoặc là đầu phiên nó sẽ loanh quanh ở cái mức giảm nhẹ, sau nó cứ bắt đầu nó cứ giảm xuống bên dưới hoặc là nó mở gap nó giảm xuống bên dưới ngay, thì anh chị em chúng ta không nên bán cổ phiếu mình mà hãy đợi cho em những cái nhịp hồi trở lại trong phiên được chưa? Hoặc là anh chị đợi đến cuối phiên có thể sẽ hồi thì anh chị em chúng ta có thể là canh chúng ta sẽ bán ra, không có vấn đề gì cả chị nhá. Đấy thế chị lưu ý cho em cái điều như vậy, bởi vì ngày mai nếu như thị trường tiếp tục mở gap ra ấy, mà anh chị em chúng ta lại nhảy vào à, mà anh chị em chúng ta sợ quá anh chị em lại bán cổ phiếu của mình ra thì có thể chúng ta lại bán ngay cái vùng giá thấp nhất của phiên dịch đó, mà có khi là bán thấp nhất của cái nhịp chỉnh lần này thì làm sao, bởi vì có thể thị trường ngày mai sẽ giảm và nó cân bằng ngay bên trên này. Nhớ chị em chúng ta lưu ý cho em cái điều như vậy, anh chị phải thực sự lưu ý cho em một điều như vậy để chúng ta có cái cách chúng ta xử lý trong danh mục của ngày mai. Bởi vì nếu như có nhiều người người ta không có kinh nghiệm, người ta sẽ khuyên cho chúng ta ngày mai cứ bán bất chấp đúng không ạ, ngày mai ATO là bán đúng không ạ, ngày mai bán đi anh chị em chúng ta bán hết đi, nhưng mà em thì có góc nhìn khác, nó sẽ có hai cái cách xử lý danh mục của mình như thế chị em, rõ ràng với nhau như vậy đấy, chị em chúng ta biết được cái hướng để cho xử lý, chứ không phải ngày mai thị trường mở gấp ra một cái giảm mạnh cái chúng ta lại sợ và chúng ta bán, đừng không không làm như vậy chị nhá. Đấy không làm như vậy chị ạ. Đấy chị nhớ cho em điều đó nhá, ngày mai nó có mở gap ra giảm 3-4 điểm kệ nó đi, không phải bán đâu chị ạ. Em đánh giá là khả năng nó sẽ rút chân thôi, bởi vì thị trường của mình ấy hiện tại nó không có cái đến cái mức gì nó quá là xấu để mà
nó xảy ra những cái trạng thái bị bán tháo bán mạnh như vậy đâu chị ạ. Đấy, nó chỉ giảm một phiên thì nó sẽ cân bằng thôi, bởi vì thị trường đang duy trì một xu thế này chị ạ. Nó vẫn duy trì một cái xu thế đây đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy được cái xu hướng thị trường vẫn đang khá là ok thôi. Em đánh giá ngày mai nếu như nó giảm tiếp thì khả năng nó sẽ phục hồi rất là cao nha chị nhá. Lưu ý cho em điều như vậy, đừng có mà mang cổ phiếu mình ra bán ngày mai nếu như nó giảm, rất là sai lầm đấy, khuyên thật với anh chị em chúng ta. Đấy chứ không phải là bây giờ em cứ thấy giảm em sợ đâu, hoặc em thấy tăng em lại FOMO đâu các chị đúng không ạ? Những cái phiên tăng thì em lại bảo anh chị em ta đừng có FOMO, có những cái phiên giảm quá là mạnh thì em lại không bảo anh chị em ta là phải bán. Đấy, nhiều khi chúng ta những phiên giảm lại cơ hội chúng ta mua, còn những cái phiên tăng này nhỉ? Nhiều khi chúng ta phải có những cái, chúng ta phải đưa ra những hành động chẳng hạn như chúng ta bán, chúng ta phải có những cái tư duy ngược đi một chút chẳng hạn, thì chúng ta đầu tư có thể là sẽ là thuận lợi hơn đấy chị nhá. Đấy, chị lưu ý cho em một điều như vậy. Còn về cái kịch bản dài hơi hơn một chút thì thị trường của chúng ta sẽ diễn biến ra sao? Thì đánh giá là có thể chị này, có thể thị trường của chúng ta nếu như ngày mai nó giảm đầu phiên và cuối phiên rút chân lên bên trên đấy, thì nó sẽ có quá trình cân bằng đây. Đấy thì nó sẽ cân bằng ra sao? Có thể thị trường chúng ta sẽ hồi lên bên trên khoảng giá 1130 điểm đây, thì thị trường sẽ có những cái nhịp điều chỉnh lại, và sau nhịp điều chỉnh đấy thì có thể thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục cái đà tăng lên bên trên nhé chị nhá. Em nghĩ là đà tăng nó sẽ tiếp tục thôi, nó giống như đây chị này, khi thị trường của chúng ta có những nhịp điều chỉnh xuống thì nó sẽ có những nhịp hồi phục lên bên trên, khi hồi xong nó sẽ test trở lại và nó sẽ tiếp tục cái quá trình tăng điểm phía sau. Đấy thì thị trường hiện tại em đánh giá có thể nó sẽ đi theo cái kịch bản như vậy, được chưa chị? Đấy, nếu như ngày mai thị trường có thể rút chân lên bên trên, nó giống như trước đây này, anh chị em ta cứ mở chạp lại cái đoạn trước đây, chị em chúng ta sẽ thấy được nó đã từng có những cái đoạn kiểu như vậy này trong quá trình đi lên đúng không ạ? Sau khi thị trường của chúng ta nó có những cái phiên gì ạ? Nó có những cái phiên giảm điểm rất là mạnh đây đúng không ạ? Đấy, chẳng hạn như ngày hôm nay giảm điểm như vậy, ngày mai có thể đầu phiên giảm và cuối phiên nó sẽ rút chân lên bên trên. Sau đó đến ngày hôm sau nó sẽ có một trạng thái là test trở lại, được chưa? Sau khi trạng thái test trở lại thì bắt đầu hướng lên bên trên, hướng lên xong đấy chị đúng không ạ? Nó sẽ có những cái quá trình là quá trình test lại đáy, và test lại đáy xong là hướng lên bên trên thì chúng ta sẽ có một cái đoạn phía sau chúng ta có thể kiếm được tiền. Đấy chị em chúng ta thấy ạ, cái kịch bản trên thị trường nó sẽ diễn biến đi diễn biến lại như vậy, và chúng ta sẽ quan sát cho em ngày mai đúng như vậy nhá chị nhá. Đấy, có thể ngày mai sẽ giảm xuống bên dưới sau đó hồi lại test lại vào đi lên. Đấy em thì em kể thị trường ngày hôm nay giảm thì em cũng rất là bình thường thôi chị ạ, không có gì cả, cái việc đi lên nó giảm đều bình thường. Đấy chị em chúng ta thấy kịch bản chưa, giảm xuống này hồi lên này test lại này. Đấy test lại hướng lên bên trên thì chúng ta sẽ có cái đoạn để chúng ta tham gia lại phía sau thôi nhá chị nhá. Hay đây chị này, nó giảm xuống nhá, thế chị đúng không ạ, nó bắt đầu nó rút chân lên này, rút chân lên bắt đầu có quá trình là test trở lại đây. Đấy nó test trở lại, nó hồi phục hướng lên thì chúng ta sẽ có cái đoạn ở phía sau. Đấy bắt đầu nó mở, nó có trạng thái mở ra như vậy thì chúng ta phải chờ đợi cái quá trình cân bằng đã. Hay ở đây chị đúng không ạ, nó chẳng hạn như nó giảm đây này thì nó vẫn có những cái phiên phục hồi lại này, phục hồi xong nó có quá trình hồi lên này, hồi xong nó test lại này, thì đây là những cái phiên chúng ta tham gia khi mà nó hướng lên bên trên anh chị nhá. Hay ở đây cũng thế thôi, nó giảm xuống này, đấy nó có một trạng thái là rút chân lên được chưa, đấy nó test trở lại và nó hồi phục và nó hướng lên bên trên thì chúng ta sẽ tham gia ở những cái điểm nó hướng lên bên trên ở đây hoặc là đây. Đấy thì anh chị chú cho em nhá, kịch bản thị trường có thể là sau cái phiên giao dịch của ngày hôm nay thì nó sẽ có quá trình cân bằng lại ở bên trên. Thế chị em ta đợi cho em cái quá trình cân bằng lại đã thì chúng ta sẽ tham gia nhá. Đấy chúng ta cũng không cần phải quá là vội vàng đâu. Đấy hồi lên này được chưa, có thể hồi lên bên trên này, test trở lại này, test xong hướng lên bên trên đấy chị tham gia những cái điểm phía sau này, nó rất là tuyệt vời anh chị nhá. Đấy chị lưu ý cho em cái điều như vậy. Còn về một số dòng đấy chị em chúng ta, ví dụ như bất động sản ngày hôm nay nhá, chúng ta phân tích bất động sản để cho anh chị em ta mà đang cầm cổ phiếu bất động sản chẳng hạn như con cổ phiếu Đức ấy, thì chúng ta sẽ đánh giá sao. Thế chị em chúng ta có thể nhìn thấy được là con cổ phiếu Đức ngày hôm nay nó giảm là một điều có thể đoán được, bởi vì sao chị ạ, bởi vì nó đã có một phiên tăng hở gáp đây và cái thanh khoản vào cực kỳ lớn đúng không ạ. Đối với những cái phiên này, đối với cái phiên thanh khoản cực kỳ lớn mà nó không đóng phiên ở cao nhất cộng với cái gap đây thì cái xu hướng nó sẽ rũ trở lại rất là cao. Điều đó thì em đã đánh giá được trước đây rồi. Nhá chị nhá. Anh chị em chúng ta cứ mở lại video các video trước anh chị em chúng ta xem cho em. Thì đối với cái nền tảng giá như vậy mà nó rũ như ngày hôm nay thì đó là một trạng thái rất là ok, rất là bình thường thôi. Bởi vì sao nó phải rũ bỏ những nhà đầu tư đu bám đây. Nhưng nó có xấu không? Thì em đánh giá không có gì là xấu. Và có thể con cổ phiếu con DG nó sẽ hình thành cái mô hình gãy nền rũ chị nhá. Gãy nền rũ tức là sao? Tức là khi mà cổ phiếu nó có một trạng thái đi lên đúng không ạ, nó sẽ có quá trình rung lắc bên nó gãy xuống bên dưới. Đấy, sau quá trình này mới là những cái điểm mua tuyệt vời nhất cho nhà đầu tư chúng ta. Có thể anh chị sẽ thấy được trong phiên ngày mai sẽ giảm tiếp xuống, có thể sẽ giảm về vùng giá khoảng 20.2 đây. Sau đó nó sao, nó cân bằng một thời gian ở vùng giá phía sau này. Khi nó cân bằng xong anh chị thấy được cái vôn nó kiệt đi trở lại thì anh chị em chúng ta hãy tham gia cho em. Nó giống như trạng thái của con cổ phiếu của Novaland ấy anh chị đó. Ngày hôm nay cái vôn bán của con cổ phiếu đích ở cái vùng giá này chị nhá, vùng giá thấp bên dưới thì đánh giá là vốn bán của nhà đầu tư nhỏ lẻ hơn chứ không phải là vốn bán của nhà đầu tư tổ chức đâu. Anh chị em chúng ta xem cái con cổ phiếu Novaland, chị thấy nó có giống như cây bán đây không ạ? Nó cũng có một cái phiên tăng với dòng tiền vào thì nó bị bán ở cái phiên ở đây, thì nó có giống con cổ phiếu con DG đây không ạ? Có giống ạ? Anh chị em chúng ta có thấy giống không? DG nó giống như phiên đây không ạ? Thì vài phiên tới thôi con cổ phiếu DG cân bằng được chính là cơ hội để cho chúng ta sẽ tham gia nhé.
chứ chứ không phải chúng ta sợ đâu. DG chị này, có thể ngày hôm nay giảm không vấn đề gì cả, nếu như trong vài phiên tới nó cân bằng đây chắc chắn anh chị em sẽ tham gia gì ạ? Đấy, đảm bảo anh chị là em sẽ tham gia đối với cổ phiếu DG nhá. Đấy thì anh chị em ta không có gì phải chúng ta phải lo đâu. Đấy, nó giống như ở con cổ phiếu Nam Kim này, anh chị em ta sẽ xem giúp em cái mẫu hình gãy nền rũ này, nó từng xảy ra trong quá khứ rồi, có rất nhiều cổ phiếu rồi, quan trọng là anh chị em chúng ta mà chúng ta phải theo dõi sát trên thị trường, chúng ta mới có thể có những cái góc nhìn để chúng ta biết được nó sẽ diễn biến ra sao. Đây giống như đây chị này, khi cổ phiếu đi lên nha chị nhá, nó có quá trình gãy xuống này, đây đang trong quá trình đi lên, nó gãy xuống nó tạo ra quá trình cân bằng đây anh chị đó, nó gãy xuống nó tạo ra quá trình cân bằng đấy, nó cân bằng xong thì nó có quá trình đi lên thôi đấy anh chị ạ. Hay là đây đâu anh chị thấy một điều gì, nó cũng giống con cổ phiếu DG bây giờ không ạ, tăng lên được chưa, đấy tăng lên mở gap ra vun lớn đúng không ạ, sau đó nó quá trình gãy xuống bên dưới, sau đó có thể nó gãy xuống bên dưới tiếp, nó có thể gãy thủng cái vùng giá đây hoặc nó rơi về vùng hỗ trợ đây, nhưng sau đó thì anh chị thấy được nó quá trình cân bằng phía sau, thì quá trình cân bằng này phía sau khi nó chỉ cần bắt đầu nó hướng lên bên trên thôi thì đó là thời điểm chúng ta có thể tham gia vào, anh chị thấy chưa, anh chị cứ mở con cổ phiếu của Nam Kim ở cái phiên giao dịch ở thời điểm của ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021 nó giống y như con cổ phiếu DG bây giờ ạ, đấy cũng tạo ra vùng hai đáy đây đi lên rũ bỏ lại bên dưới cân bằng phía sau đi lên đấy, anh chị nhìn thấy cho em nó giống như đây không ạ, đấy đi lên này rũ bỏ xuống bên dưới này sau đó cân bằng đây đi lên đấy, anh chị phải chú ý nhá, đây là cơ hội chứ không phải là cái mà chúng ta phải sợ đối với thị trường anh chị nhá. Đấy, em phân tích một cổ phiếu để cho anh chị em ta có những góc nhìn tổng thể với những cái cổ phiếu khác trên thị trường đấy, để chúng ta biết được cái cách phân tích đấy, cho em ta học được cái tư duy và nhìn cổ phiếu, chúng ta biết được cái cách chúng ta đánh giá được cổ phiếu đó nó đang tốt hay nó đang xấu anh chị ạ. Đấy, quan trọng là anh chị xem, anh chị phải học hỏi được những cái kiến thức đấy, quan trọng khi anh chị tham gia đúng không ạ, anh chị em ta phải hiểu cái lý do vì sao chúng ta mua cổ phiếu, bản chất cổ phiếu nó phải vận động như vậy thì chúng ta đầu tư nó mới, tức là chúng ta tự tin vào cái việc cho điểm mua của chúng ta nhá. Hay kể nhóm cái cổ phiếu đem một em phân tích điển hình thôi nhá, hay nhóm dầu khí anh chị thấy cái kịch bản em vẽ cho anh chị con cổ phiếu PVS nó vẫn đang đi như vậy đúng không ạ, nó vẫn đang phải test dưới đây thôi, nó có không thể đi được ngay đúng không ạ, kịch bản nó phải test này anh chị này, đi lên đây đúng không ạ, rũ lại này, test này, hồi lên này, sẽ test ở đây, hãy chờ điểm test đây, và đây chính là cái thời cơ của chúng ta có thể tham gia chị nhá. Anh chị nào mà chúng ta đang thích dầu khí thì hãy chú ý con cổ phiếu PS cho em, được chưa, cơ hội cho chúng ta đấy, chứ không phải là chúng ta phải sợ đâu. Bởi vì chị thấy được là sau một cái phiên giảm mạnh ở đây, anh chị thấy nó cân bằng lại cái vốn thấp chưa, vốn bầu thấp lại rồi nhá, ngày hôm nay thị trường chúng ta bị bán nhưng mà cái vốn bán của nó có cao đâu, đấy là cơ hội cho anh chị em chúng ta. Anh chị xem lại những video trước, anh chị có thể thấy được em đã bảo con PVS này là nó sẽ test trở lại đây rồi nhá, hãy chờ cho test trở lại vùng đáy đây là cái cơ hội để cho chúng ta tham gia, được chưa, cơ hội cho chúng ta tham gia đấy, và rất dễ cái sau đây nó sẽ đi nhá, nó đi ở nhịp sau này là chúng ta mà không tham gia được là chúng ta chịu luôn anh chị nhá. Đấy, PVD thì nó cũng nhỏ cũng như vậy thôi đấy anh chị này, kịch bản em vẽ rồi đấy, PVD thì test lại đây, hay con cổ phiếu PVC nó cũng sẽ test trở lại đây đấy, sẽ test trở lại cái vùng giá khoảng 18.1, PVD thì có thể test lại vùng giá khoảng 24.3 đấy, còn PVS em vẫn thích nhất trong nhìn này, thế anh chị em ta hãy chú ý cổ phiếu PVS cho em, được chưa, PVS thì em đang chú ý vùng giá khoảng 31.9-32 của nó đây đấy, chị lưu ý cho em đều như vậy nhá. Đấy, cổ phiếu thì nó vận động như vậy thôi anh chị đâu, em có giỏi giang gì quá là giỏi giang đâu, em chỉ nghiên cứu nhiều hơn anh chị em chúng ta một chút về cái cổ phiếu, và em thấy được là cái kịch bản nó xảy ra đi xảy ra lại thì chúng ta vẽ được cái kịch bản đó thôi, đúng không ạ. PVS này thì em đã dự báo với anh chị nó sẽ hồi lên mà test trở lại đây rất là lâu rồi, cái đó thì chúng ta có thể dự báo được hết anh chị ạ. Đấy, quan trọng là anh chị em ta ngồi, anh chị em ta có bách test lại hay không, chúng ta có nghiên cứu lại những cái vận động cổ phiếu hay không thì chúng ta sẽ biết được, và chúng ta sẽ bình tĩnh trong quá trình giao dịch, chúng ta sẽ không bị FOMO đấy, chúng ta sẽ biết được nó sẽ phải như vậy, chúng ta đợi đến đúng cái thời điểm đó và chúng ta nhảy vào, chúng ta săn con mồi đó chị ạ. Đấy, chị lưu ý cho em điều như vậy nhá. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều cơ hội đúng không chị, dầu khí là cái nhóm ngành mà anh chị em ta cần phải lưu ý. Tiếp theo em sẽ nhìn qua cái nhóm ngành cổ phiếu của đầu tư công xem là sao chị nhá. Đầu tư công thì ngày hôm nay chị thấy được hai con cổ phiếu như con KSP hay là con cổ phiếu của HHV là hai con cổ phiếu tương đối là tốt đúng không ạ, trong cái thời điểm mà thị trường của chúng ta nó cuối phiên nó rút chân lên bên trên. Tuy nhiên thế chị chúng ta có thể thấy được là cái phiên cụ đầu ngày hôm nay nó sẽ làm cho con cổ phiếu con HHV nó sẽ mất nhiều thời gian để nó cân bằng hơn chị nhá. Tất nhiên là ngày mai có thể sẽ tiếp tục sẽ hồi lên bên trên một chút, nhưng để nó tăng mạnh ngay thì đánh giá là nó sẽ khó hơn nhá. Vì ở đây thanh khoản nó vẫn đang trong một trạng thái là tương đối là cao chị ạ. Hai con cổ phiếu KSP. Đấy, ngày hôm nay cũng tăng lên bị cụ đầu thì có thể sẽ mất thời gian nó sẽ cân bằng thêm ở đây. Đấy, tuy nhiên thì đầu tư công em đánh giá vẫn khá là ok đâu, anh chị em chúng ta vẫn phải chú ý được chị nhá. Đấy, nhưng mà đối với con cổ phiếu của KSP HHV ấy, thì ngày hôm nay em cũng nói chung với khách hàng là hai con này tương đối là tốt thôi, nhưng mà em thì em cũng không mua bởi vì nó đang mang yếu tố là thị trường của chúng ta đang điều chỉnh đấy, mà nếu như mua ngược với thị trường thì có thể gặp phải những cái rủi ro anh chị nhá. Đấy, thì có khá là nhiều cổ phiếu đang
đang về những cái mẫu hình chưa nhá, anh chị chú cho em sau nhịp này chị hãy chú cho em cổ phiếu có mô hình gãy nền rũ nhá. Đấy, chú ý cho em một điều như vậy. Thì anh chị em chúng ta mà muốn tham gia để nhận những cái mã cổ phiếu sớm nhất trong thời gian tới, những cái điểm mua điểm bán chi tiết khi thị trường của chúng ta có thể mất 1 đến 2 tuần nó cân bằng, thế chị tham gia sớm và dùng của em bằng việc anh chị mở tài khoản tại công ty chứng khoán VPS, hoặc anh chị có nên chị gắn ID của em tại công ty VPS hoặc công ty chứng khoán TCBS, thì anh chị em chúng ta sẽ tham gia vào cái Zoom khách hàng của em và anh chị có thể tham gia ở Zoom thu phí. Thì chỉ cần thị trường cân bằng, cổ phiếu đạt điểm mua thì em sẽ báo với anh chị chúng ta để tham gia sớm nhất, và chúng ta sẽ có những cái cơ để kiếm những cái khoản lợi nhuận trên thị trường trong nhịp sắp tới. Anh chị tham gia càng sớm thì anh chị em chúng ta sẽ có nhiều cơ hội, còn anh chị tham gia muộn thì nó sẽ rất là khó anh chị em. Và anh chị nhớ bỏ một chút thời gian ra bấm vào cái nút thích trên video cũng như đăng ký kênh, để sau này em ra những cái video tiếp theo anh chị sẽ là người cập nhật đầu tiên và chị em chúng ta sẽ nắm được cái xu hướng của thị trường. Cảm ơn chị và hẹn gặp lại anh chị trong những cái video tiếp theo.